À, xin chào các bạn, thì tiếp theo mình sẽ test thử một cây đèn ngủ nhỏ bé này, khá là thú vị ấy nhờ. Mình cắm lên đó, và đây là công tắc của nó, mình sẽ bật đèn sáng vàng khá là ổn áp đấy. Chạy điện 220V. Bas. Ok, cái bàn là hơi nước nha mọi người, khi mà mình xịt lên nước nó sẽ xịt ra đấy, nước nó sẽ xịt ra. Bây giờ mình sẽ test trực tiếp về cái bàn là hơi nước này nó sẽ như thế nào đấy, khi mà mình cắm điện này nha. Đây là một cái đèn, nó sẽ sáng lên, tí nó sẽ nóng, giờ nó đã nóng luôn này, nóng khá là nhanh luôn. Ui, nóng khá là nhanh. À, chạy dòng điện 110 này, 220V này, 50Hz này và 30W này.